con gì đây, trước tiên thì có phải cười phát ta, gặp được anh xịn nó cứ cười cười phát. Tôi SC nhá, chào Mai nhá, chào Hưng nhá, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Tiếp tục đi xanh ấy hay làm gì đây? Còn ở đây không hay là đi rồi? Còn ở đây không các bạn? Còn không, còn không, vẫn còn. Ui ui ui. Vội vàng của ai? Vội vàng của ai? Vội vàng của ai? Đi đâu? Không có vương miệng chứ cay thế nhờ. Bà này bà còn cười ấy. Tên là Huy mà lại mặc đồ con gái. Thế giới là đảo lộn hết rồi các bạn ạ. Chẳng biết được nào một lần. Chào Huy nhá. Dã man. Hồi sáng vẫn tức. Tức vụ gì? Sáng tức vụ gì? Mày lắc thế. Sao tức vậy? Bạn sao tức ấy? Nhưng tự nhiên không được. Bỏ đi không được. Là sao? Đang hóng chuyện các bạn ạ. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Bạn này hụt con ếch siêu to. Con ếch yêu tinh đúng không? Đúng không? Đúng rồi, yes. Yes. Cứ đi tìm nữa, đi là sẽ gặp lại thôi. Thả tim, thả tim, thả tim. Ra hồ là gặp lại liền. Quỷ Phương hên bắt được. Phương đâu? Ở đây có diễn mà. Phương đâu? Phương đâu? Thôi đi các bạn ạ. Hóng chuyện vậy thôi. Gì mà ngồi đây buồn thế? Hello baby. Hey. Hey you. Ok. Ui, chạy 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 chạy. Bạn ấy tỉnh rồi. Giật cả mình ạ. Cầm nhẫn đi đâu đó em. Bà này bà sống chậm lắm, hỏi bà ấy chắc là đến sang năm. Ui thôi chạy chạy các bạn ạ. Đang độc thân vui vẻ bắt cầu hôn thôi chạy nhá. Sorry em nhá, anh chạy đây. Đừng bắt tôi dính đến chuyện hôn nhân gia đình. Ơ kìa. Dã man thật. Chạy chạy chạy. Ui Dương, cảm ơn em nhá. Nhưng mà anh không có nhận nhẫn của em đâu. Sorry em. Anh đang độc thân vui vẻ nhá. Cảm ơn em nhá. Anh sợ có người yêu hả? Đúng rồi. Sợ lắm. Lại 10 ngàn nữa đến từ vị trí của bạn Dương. Cảm ơn Dương Kiêu 17 Thái Bình Thủy Xuân đã gửi tặng 10.000 đồng Việt Nam cho Nove. Ui, cảm ơn Dương nhá. Chúng ta lại có 20 ngàn từ vị trí của bạn Dương ạ. À. Cảm ơn em rất là nhiều. Chị hô gọi là chị lại đình công rồi. Chắc tháng trước là anh quên anh không trả lương á. Thế là đình công luôn này. Cảm ơn Dương Kiêu 17 Thái Bình Thủy Xuân đã gửi tặng 20.000 đồng Việt Nam cho Nove. Xin chào chị Gun và mọi người đang xem vui vẻ. Ok. Cứ phải để sếp dí thì mới chịu đọc. Chán lắm. Cảm ơn Dương nhá. Tặng anh 50 à? Cảm ơn em nhá. Tình yêu 20 đến từ vị trí của bạn Kim Thư Đào. Cảm ơn Thư nhá. Anh rất là cảm ơn Thư nhá. Tình yêu 20 à? Cảm ơn Kim Thư Đào đã gửi tặng 20.000 đồng Việt Nam cho Nove. Tình yêu 20. Ok, tình yêu 20 à. Ô, hai bạn này vẫn ở đây này. Hai bạn này vẫn ở đây này. Yêu tinh chưa? Hai bạn trẻ.
Có trả lời không nhỉ? Một bạn 2k8 này. Ok à? Ọp rồi. Đang tính hỏi chuyện thì ọp rồi các bạn ạ. Bắt mấy trăm con. Ui, Goliath này. Giờ tôi bắt kiểu gì bây giờ? Thanh niên Goliath. Cảm hiểu. Ok ạ. Ê, tôi hụt quá. Ê! À! Đấy là hết thời gian hay sao? Nó không có dấu chấm than trên đầu mà. Em mới vô nhà anh hả? Không quay lại à? Phút 0506 nó đi rồi. Hình như bị hết thời gian á. Ô, con gì đang bay đây? Ê, tôi thử bắt con đang bay xem nào. Bọ hung năm sừng. Ok. Ấy, bắt được cả chép anh Đào à? Anh câu chưa? Anh chưa. Câu ở đâu á? Ở đâu vậy em? Đấy, mấy bạn ấy phải dễ thương không? Cứ như cái ông Long kia chạy, cứ đuổi theo tôi. Thật là đáng sợ. À, ok. Vừa chơi game xong lâu lâu anh em đứng lại nói chuyện với nhau. Còn cứ dí theo tôi làm gì? Người miền Tây. À, thả ra người miền Tây một like nhá. Ui, 12k like, 12k tim. Ui, bạn ấy bắt từ Panama này. Xịn nhá. 48mm. Ui, con gì to thế kia? Con gì to dã man như thế này? Con gì đây? Trước tiên thì có phải cười phát ta. Gặp được cách xịn thì cứ cười cười mà phát. Nào nhảy lại đây. Quay quay lại đây. Từ từ, mình đứng im một chỗ đây. Đây, đúng rồi. Ok à. Bây giờ tôi tiến lên là cũng không được. Đây rồi. Vương miệng, vương miệng. Không có vương miệng các bạn ạ. Trời ạ. Anh yêu tình nhưng mà không có vương miệng. Ước gì có vương miệng, ước gì có vương miệng. Ước gì có vương miệng. Ui, Panama, Panama. Panama trước mặt tôi. Panama, ui, biến mất rồi. Tha mau rồi. Hết thời gian nó biến mất á. Chán thế. Vui Dương này, cảm ơn Dương nhá. Tiếp tục 10.000 đến từ vị trí của bạn Dương. Và bà Google bà ấy lại không có đọc rồi. Ui, cảm ơn Dương nhá. Vẫn là Dương, sẽ luôn là Dương. Đấy. Cảm ơn Dương Kiêu 17 Thái Bình Thủy Xuân đã gửi tặng 20.000 đồng Việt Nam cho Nove. Đen thôi đỏ vẫn thế. Bà Google làm ăn này chết tôi. Toàn sống chậm rồi. Ôi, tạm biệt mọi người nhá. Hẹn mai gặp lại. Hôm nay thì bắt được mỗi con ếch yêu tình. Nhưng lại không có vương miệng. Chúng ta lại bắt ra. Có thời gian gặp Panama cả gặp Goliath. Nhưng mà nó lại biến mất luôn. Không có bắt được. Yes. Ông này bắt được bướm thế ma này. Thế nhá, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.